Bất Cộng Sản Đặc Biệt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi lại một cái vườn trái cây, như trồng bưởi nè, dừa và cây mẫu đơn nha anh chị. Với ngang mặt tiền đường này là đường 3 mét anh chị ha, có đoạn 3 mét rưỡi luôn anh chị. Đó, rất là rộng nha. Đường này đường công cộng, đường thông. Với ngang diện tích đó là 13 mét rưỡi, chiều sâu đó là 100 mét nha. Phía sau nở hậu ra xíu, lên tổng tích là 1.400 mét vuông. Đất mình hiện tại đã có sổ riêng rồi, đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Hướng cái vườn cây trái của mình đây là hướng đông, anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chủ nha. Ở đây anh chị đi thẳng đường này nè, trước màn hình anh chị, khoảng 100 mét thôi là sẽ đụng tới đường Cao Thị Tỉnh anh chị ha. Ra đó anh chị về phải là ra tỉnh lộ 877, chỉ có là một cây cửa số thôi anh chị ha. Còn mình đi chợ, trường học, ủy ban cũng là một cây cửa số luôn đó, rất là gần nha anh chị. Đó, mình chạy xe nếu mà đi chợ khoảng 10 phút là tới anh chị ha. Đó, mình đi chợ rất là gần luôn. Còn ở đây mình đi về khu công nghiệp anh chị, đây thì có khu công nghiệp Bình Ninh là khoảng là 5 km nha anh chị. Địa chỉ đây là ấp Bình Ninh, xin lỗi, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Ở đây thì mình xe ô tô mình vô tới đất luôn nha anh chị, nhưng mà con cái thì vô đây thì mình quay đầu thì khó, mình phải mượn nhà dân mình quay đầu anh chị ha. Còn cái hướng ngược lại anh chị đi thẳng đường này hoài luôn là khoảng là vài trăm mét đó, sẽ đụng tới đường Đan nha anh chị. Ở trước ở đây á, nhà dân nè chị thấy không, cũng rất là đông chứ không có vắng nha. Ở bên tay phải mình đây một có một cái kinh khoảng là 3 mét chị ha. Đây chị có thể lấy nước ra vô mình sinh hoạt hai thứ cây rất là tiện nha. Còn đất vườn dừa và bưởi của mình đây là đất liền. Đó, rất là đẹp luôn. Đây từ vị trí chỗ cái cây mẫu đơn nè, cây bình bát nè chị, bên tay trái nè, đây thì có một cái đường đi vườn của người ta. Đó, từ cây mẫu đơn anh chị ha, qua bên tay phải mình là 13 mét rưỡi nha. Trên đất mình thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Đây qua bên tay phải mình tới đây chỗ cây mẫu đơn này. Đó. Đó. Nếu mình kéo con gà là ngay chỗ cái đất liền anh chị ha, còn cái mương là đất của người ta. Tay này nguyên cái thửa lớn nhờ cho đứa con. Đó. Cha mẹ cho đứa con thì bán chỉ có 13 mét rưỡi thôi tới đây. Đó. Rồi để quay lại mặt tiền cho mình xem nha. Đây dân cư đây, hàng xóm mình nè chị. Rồi giờ em sẽ đi vô bên trong đất mình thông quan nha anh chị. Ở đây thì mình xài nước ngọt là quanh năm anh chị ha, không có mặn, không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và cô chú rất là yên tâm ha. Đây mình xài nước máy anh chị ha. Thì mấy tháng nay thì chủ không có vô đây, cũng không chăm sóc nhiều nữa, nên cây trái cũng tương đối rồi, không có trái thì không có sai chị ha. Đây dừa thì cái này khoảng là nửa mét thôi có trái nè, nhưng mà tương đối rồi, không có nhiều. Còn bưởi thì mới đặt được khoảng thời gian ngắn anh chị, chưa có trái nha anh chị ha. Đó, còn nhỏ nè, có một số cây có trái nhưng mà ít thôi, tại vì cây bưởi chưa có lớn lắm. Chiều dài mình rất là dài anh chị, được cái nở hậu anh chị ha, 13 mét rưỡi anh chị có thể mình về đây mình xây một căn nhà đó, nhỏ nhỏ về đây mình nghỉ dưỡng anh chị ha. Cô chú ở Sài Gòn thì cũng rất là ngập ngạt đây và thích về quê yên tĩnh và không khí trong lành. Em thấy vị trí rất là đẹp đó. Hiện tại thì chưa đổ đan thôi, nhưng mà đường 3 mét nếu mà anh chị xây cái nhà ở đây á, về mình làm vườn anh chị, hiện tại thì là trước mình nè, cái sân máy tiền chế rộng rãi, anh chị có thể mình xe ô tô ra vô rất là thoải mái để quay đầu nha anh chị. Giá thì rất là rẻ thôi, chỉ có là 650 triệu là 1.000 mét vuông nha chị ha. Cái này lên tổng tích là 1.400 mét vuông. Đây mình được là hai clip rất là to chị ha, và một cái mương. Đây, một cái mương này có khoảng là 1m2 thôi. Nó xíu anh chị, không có lớn anh chị ha.
cái ganh mình lại ngay chỗ này nè, chỉ lại một lần nữa mình xem nha. Đây cái clip ở đây thôi đó, mình kéo con gà là trên đất liền. Còn cái mương này là của chủ cũ ha, là của cha mẹ, còn đây là của người con đó, đã chia phân chia tài sản hết rồi đó. Thì đã có sổ riêng rồi, nếu mình mua quan tâm cái vườn cây trái này anh chị, có thể mình thương lượng cái giá hợp lý, mình công chứng luôn, mình khỏi đặt cọc, đỡ mất thời gian chị nhiều lúc ở xa hay là công việc bận rộn nha anh chị. Thì tuy cái vườn này cũng hơi dài nhưng mà em cố gắng em sẽ quay cái ganh cuối cùng luôn để cô chú và anh chị nắm rõ cái đất này để mình mua nha. Thì giá em thấy cũng bình dân nên em cố gắng em sẽ đi ra tới ganh cuối cùng luôn. Và cũng mong anh chị cô chú nhớ xem hết video của em nha, để mình nắm được cái thông tin ranh giới và cái đất này để mình mua về các cái nhà nghỉ dưỡng nha anh chị. Đây kế bên đây thì anh thấy vẫn trồng này, nguyên cái clip lớn đây là khoảng là gần 2 công mấy lận đó. Cắt qua đây chỉ còn có gốc 4 anh chị ha. Đây về mình mua một số thuốc cỏ anh chị, mình xịt anh chị ha. Tại vì cỏ này cũng dễ xịt lắm đó, đó. Vài trăm ngàn là hỏi mần đỡ cực anh chị ha. Đây là bưởi nè, đây bưởi thì còn nhỏ xíu à đó, trồng được khoảng này có 2 năm anh chị ha. Có một số cây có trái nhưng mà nó không có bóng phân anh chị. Đây nè, có 3 trái nè chị thấy không, không bóng phân nhưng trái nó nhỏ, nó mực lớn chị ha. Tại vì chiêu đây đó thì chủ gửi bán anh chị thì không có chăm sóc đó. Về phải tu bổ nè, kéo con gào lại nè đó, mình bón phân chăm sóc là cái vườn mình tốt lại anh chị ha. Phía sau đây gia chủ trồng một số cây ổi đó chị, đây số cây ổi đây bưởi nè, vườn mà để bữa quen mà vài tháng là nó xuống liền nhanh, rất là nhanh luôn chị. Giống như con người mình đây cũng nè, mình phải chăm sóc bản thân mình nè đó mới khỏe được đó. Đây chùa cao có gì không, nửa mét là trái nè, này mình bón phân vô là mình chăm sóc là trái rất là nhiều luôn chị ha. Này thiếu phân trái dừa màu rất là đẹp luôn chị, quay gần cho chị xem nè đó, màu sáng trưng luôn rất là đẹp. Trên đất mình không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Rồi em đã ra tới ranh cuối cùng rồi chị ha, để em chỉ ranh cho mình xem nha. Đây cây mẫu đơn anh chị ha, đây là ranh giới cuối cùng của vườn cây trái của mình nha anh chị. Đó bây giờ mình kéo gào lại nha, tại này là cái ranh xưa đây đó, thì đất ông bà mà thường để ranh là một cây bình bát hay là cây bập gì chị ha, chứ không có kéo lưới. Còn nếu mình mua về, mình về mình kéo gào lại đó, ranh giới rõ ràng hơn chị ha. Phía sau cái vườn mình đây là có một cái vườn ớt rất là đẹp chị nè, đang cho trái nè, rất là đẹp. Rồi để đem tạm dừng video ha, anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái miếng đất vườn dừa và ổi và bưởi này thì liên hệ với em số thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 650 triệu là 1.000 mét vuông. Cái này lấy tổng tích là 1.400 mét vuông nha anh chị, đã có sổ riêng rồi. Mình thương lượng mình ra công chứng trong ngày luôn anh chị ha, giá rất là mềm. Trước đất mình là đường đá xanh, có đoạn đường đất là 3 mét. Nếu mình có xe ô tô, xe tải mình vô rất là thoải mái nha. Quý khách hàng cũng đừng quên mấy một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký giúp hình để tương tác với em, để mình có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi em xin chào và hẹn lại anh chị ở phần video tiếp theo.